Hi, Tần chào cả nhà. Lời nói đầu tiên cho Tần chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và làm phát tài nha. Và bây giờ Tần mời cả nhà mình cùng tham quan và khám phá tại bãi đất đỏ của khu vực An Thới nha cả nhà. Bãi đất đỏ này được nằm trong khu quy hoạch của nhà nước rồi cả nhà ơi. Bãi đất đỏ này là một bãi biển rất là đẹp, có độ dài thoải mái, nằm ở thị trấn An Thới thuộc bờ biển Tây của thành phố Phú Quốc nha cả nhà. Bờ biển có chiều dài khoảng 2 km, được ôm quanh bởi hai ngọn núi và hai mũi đất, đó là mũi đất đỏ và mũi ông bồn nha cả nhà. Khách du lịch đến đây rất là dễ nha cả nhà, mình có thể chạy ra thẳng tới ga An Thới cáp treo Hòn Thơm á cả nhà. Đoạn tới bạn sẽ thấy khu đô thị Sun Group nhìn như ở châu Âu nước ngoài luôn cả nhà, rất là đẹp. Khách du lịch đến bãi đất đỏ không chỉ được ngắm hoàng hôn của biển mà còn thưởng thức những món hải sản tươi ngon và bổ rẻ như gỏi cá chích, ghẹ, mực vân vân và các món hải sản khác nữa cả nhà. Không chỉ dừng tại nơi đây, đã làm nên một tên tuổi và thương hiệu của Phú Quốc, đó là nước mắm cá cơm Phú Quốc đó cả nhà. Người dân tại khu vực bãi đất đỏ của thị trấn An Thới thường là sống đánh bắt bằng nghề biển nha cả nhà. Khung cảnh rất là đẹp và tuyệt vời. Giờ Tần mời cả nhà mình cùng vào bên trong khám phá tại quán ăn hoàng hôn của bãi đất đỏ khu vực An Thới nha cả nhà. Bước qua là một cây cầu giáng được treo những bông hoa rất là sặc sỡ và đẹp lung linh luôn cả nhà. Phía mé dưới biển là những túp lều dựng để cho khách vào ăn đó cả nhà. Tại nơi đây bán đủ thứ món hải sản. Phía trên đầu của Tần là những chong chóng ta làm bằng nhựa cả nhà, đủ màu sắc, 7 sắc cầu vồng, quay 360 độ luôn cả nhà.
Tần xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cả nhà xem video của Tần thứ hai cho Tần một like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp Tần nha. Giờ Tần chào và hẹn gặp lại cả nhà theo những video tiếp theo. Bye.